Nhận định bóng đá U22 Việt Nam giao hữu câu lạc bộ Kitchi FC. Cập nhật thông tin trước trận đấu, đội hình ra sân. Các bạn hãy đăng ký YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu. Cảm ơn các bạn. Ngày 14 tháng 8, U22 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Kitchi FC của Hồng Kông Trung Quốc. Câu lạc bộ Kitchi FC là câu lạc bộ mạnh ở Hồng Kông. Họ là nhà vô địch Hong Kong Premier League mùa giải 2017-2018. Đây có thể coi là quân xanh chất lượng để các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo thể hiện năng lực. Sau quãng nghỉ 4 ngày kể từ lần tập trung ngắn hạn đầu tiên của tháng 8, đội tuyển U22 Việt Nam đã hội quân trở lại vào ngày 12 tháng 8 cho đợt tập trung ngắn hạn tiếp theo trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 30 với tổng cộng 19 cầu thủ. Đây là đợt tập trung ngắn hạn lần thứ 2 của đội U22 Việt Nam trong tháng 8 và là đợt tập trung lần thứ 6 tính từ đầu năm 2019 cho đến nay. Trong đợt tập trung ngắn hạn này, mặc dù quân số được triệu tập ít hơn so với lần tập trung gần đây nhất, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn tiếp tục trao cơ hội thử nghiệm cho một số gương mặt mới. Đáng chú ý là sự trở lại của bộ đôi cầu thủ trẻ của câu lạc bộ Huế là tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng và tiền đạo Trần Danh Trung. Ngoài ra, còn có sự góp mặt của hai gương mặt khác cũng đến từ giải hạng nhất là Đỗ Xuân Thi Đắk Lắk và Ngô Hồng Phước An Giang.